Rồi lớp chúng ta sẽ kiểm tra cái tiến độ học tập của chúng ta. Các bạn sẽ vào cái CMS. Các bạn đăng nhập bằng cái tài khoản của mình nhé. Và sau đấy các bạn sẽ vào cái lớp tin học. Rồi, như vậy thì chúng ta đã xem và đã học được các cái bài ở trong cái phần chương trình của chúng ta. Như vậy các bạn sẽ có một số cái vấn đề mà các bạn cần phải quan tâm. Như vậy các bạn nhìn cái syllabus ở trong cái môn học thì các bạn cũng đã thấy cái nội dung mà chúng ta cần học. Đấy, thì tất cả những cái nội dung là sẽ được mô tả ở đây. Và chúng ta sẽ có cái điều kiện dự thi cuối môn là trắc nghiệm online, điểm mỗi bài tối thiểu là 7.5 trở lên, được làm vô số lần, cái này chúng ta sẽ giới hạn 5 lần. Và điểm assignment online tối thiểu là 50%. Đấy, như vậy là tất cả những cái gì mà chúng ta đang quan tâm là các bạn phải làm bài trắc nghiệm. Như vậy thì các bạn sẽ cho thầy xem cái nội dung mà các bạn đã làm. Các bạn vào cái phần project. Đấy, đây là nội dung mà chúng ta đã hoàn thành ở các việc. Vì vậy thì các bạn sẽ chụp cái màn hình này lại cho thầy. Các bạn chụp cái màn hình này lại để các bạn cho thầy biết là cái tiến độ học tập của các bạn như thế nào. Như vậy khi các bạn chụp màn hình, nhớ là các bạn để cái user của các bạn ở đây nhé, để cho thầy thấy là cái user nào và kết quả làm của các bạn như thế nào, thầy sẽ nhìn thấy ở đây. Đó. Ok. Rồi, thấp nhất này là 80%. Như vậy là tất cả các bài quiz thầy đã làm rồi, từ 11 cho đến 18. Rồi còn cái bài test final thì thầy chưa có thực hiện, thì nó sẽ chưa có ở đây. Như vậy thì tất cả các bạn sẽ chụp cái màn hình này lại. Các bạn có thể là dùng cái công cụ là Snapping. Các bạn có thể là mở sẵn hoặc là các bạn vô các bạn gõ chữ SN ha, Snapping. Đó, Snapping Tool. Rồi các bạn chọn New. Đây là con trỏ của mình, coi thử mình muốn chụp cái nào. Các bạn cứ gõ vẽ từ góc trên bên trái, các bạn kéo hết màn hình xuống góc dưới bên phải. Bây giờ chúng ta đã có được cái hình này rồi, các bạn sẽ chọn lưu. Các bạn lưu ở desktop cho chúng ta dễ dễ thấy. Như vậy các bạn lưu cho thầy là mã số sinh viên gạch ngang họ tên. Ví dụ là thầy lưu là BS 153001, ví dụ như vậy. Rồi gạch ngang Trần Quang Bình, được chưa nào? Các bạn lưu lại cái hình ảnh này. Rồi các bạn sẽ lên trên cái Lightroom, thì sẽ tạo ra một cái vị trí để cho các bạn nộp cái bài của mình lên đây. Ví dụ lớp DH 16103 thì sẽ tạo cái kiểm tra tiến độ học tập. Các bạn sẽ post cái bài của mình lên nhé. Kiểm tra tiến độ học tập. Các bạn sẽ chụp hình và nộp vào đây. Nhớ lưu là theo mã số sinh viên họ tên. Đấy. Rồi ví dụ như là thầy sẽ cho các bạn một cái file mẫu là thầy lưu lúc nãy đó trên desktop đây, được chưa nào? Nó cái tên và mã số sinh viên họ tên, nhớ chọn upload nhé. Rồi nó đã hiện lên đây là được nè. Rồi các bạn nhớ đưa cái nội dung của các bạn vô đây.
Thầy sẽ chỉnh lại tí xíu. Thầy sẽ đưa vô một cái topic. Tiến độ học tập ngày 21 tháng 03 năm 2020. Tức là thầy sẽ đưa ra một số cái thời điểm để chúng ta sẽ kiểm tra vào thứ bảy hàng tuần. Như vậy hôm nay là thứ bảy thì chúng ta sẽ upload vô đúng ngày 21, thì thứ bảy tuần sau các bạn sẽ cũng upload cái hình ảnh này vào ngày mà thầy sẽ đưa cái tiêu đề ra sau. Ngày điểm thì chỗ này chúng ta sẽ tính điểm sau, chúng ta chủ yếu là để upload lên. Và cái ngày thì chúng ta sẽ deadline ngày hôm nay là thứ bảy đến hai mươi hai, đúng rồi, chủ nhật chúng ta đến khuya ngày chủ nhật, tức là từ đây đến giờ ngày mai. Nếu mà bạn nào xem mail trễ thì các bạn sẽ upload lên đến ngày mai. Update.